Nguyên Khang, Đỗ Hà. Xin chào mừng quý vị đang cùng đến với chương trình Hoa hậu Việt Nam 2022. Thưa quý vị, chúng ta đang cùng đến với phần thi Người đẹp nhân ái. Và chương trình do công ty Sen Vàng phối hợp với báo Tiền Phong thực hiện, được phát sóng vào lúc 20 giờ các ngày trong tuần trên nền tảng online fanpage Hoa hậu Việt Nam, báo Tiền Phong, YouTube Sen Vàng TV, Tiền Phong TV, TikTok Hoa hậu Việt Nam và báo Tiền Phong online. Thưa quý vị, Người đẹp nhân ái là phần thi quan trọng nằm trong khuôn khổ của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 nhằm tìm ra cô gái có trái tim yêu thương, lòng nhân ái và chia sẻ đến với những mảnh đời còn khó khăn, kém may mắn ngoài xã hội, đồng thời tìm kiếm một cô gái có trái tim nhân ái, xứng đáng nhận được giải thưởng Người đẹp nhân ái và tiến thẳng vào top 5 của cuộc thi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ các vị khách quý đang có mặt cùng với chúng ta. Xin được trân trọng giới thiệu nhà báo Lê Xuân Sơn, tổng biên tập báo Tiền Phong, trưởng ban tổ chức, trưởng ban giám khảo. Xin trân trọng giới thiệu thạc sĩ Phạm Kim Dung, tổng giám đốc công ty Sen Vàng, phó trưởng ban tổ chức. Trân trọng giới thiệu đạo diễn Hoàng Nhật Nam, tổng đạo diễn Hoa hậu Việt Nam 2022. Xin trân trọng giới thiệu Hoa hậu Liên Lục Địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Xin trân trọng giới thiệu Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vi. Về phía đơn vị đồng hành chủ dự án Nhân ái truyền cảm hứng, trân trọng giới thiệu ông Hoàng Mạnh Cường, tổng quản lý khu vực Phan Thiết, Phú Hải Beach Resort và Spa Phan Thiết. Và cuối cùng xin trân trọng giới thiệu thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hường, CEO Charm Perfume. Mời quý vị cùng đến với thí sinh Nguyễn Linh Thu, số báo danh 057 và thí sinh Nguyễn Thị Thanh Tâm, số báo danh 323. Lời đầu tiên thì cho phép chúng em xin gửi lời chào đến ban bình luận cũng như là các anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình Người đẹp nhân ái của Hoa hậu Việt Nam năm 2022. Em là Thanh Tâm và bạn đồng hành của em ngày hôm nay là Linh Thu. Chúng em là những người con đến từ miền Bắc và miền Trung. Tuy nhiên khi mà đặt chân đến Sài Gòn, chúng em đã dành một tình cảm đặc biệt đối với mảnh đất này và chúng em đã nung nấu một dự án thiện nguyện cho vùng đất Sài Gòn và mong ban cố vấn các anh chị hãy theo dõi chặng hành trình của chúng em ạ. Người ta hay mộng tưởng về cuộc sống hào nhoáng khi ai đó nhắc về Sài Gòn, nơi được lấp đầy bởi những ngôi nhà cao chọc trời, đèn xe hoa lệ cùng những con đường rộng lớn thanh thang. Nhưng đâu ai biết được nơi này vốn nhiều ngõ ngách nhưng vẫn thiếu chỗ cho những mảnh đời bất hạnh có thể dừng chân. Thấu hiểu và cảm thông với những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi mong muốn được thực hiện dự án để giúp đỡ những mảnh đời lang thang cơ nhỡ và những người gặp khó khăn trong cuộc sống. Chúng tôi biết đến nhóm thiện nguyện Đêm Sài Gòn cùng chung lý tưởng với Linh Thu và Thanh Tâm. Hãy cùng chúng tôi đến với nhóm thiện nguyện Đêm Sài Gòn nhé! Em chào các chị ạ. Chị ơi, cho em gặp chị Hiền Mai ạ. Chị đây. Em là Tâm và đây là bạn Linh Thu, lúc nãy tụi em có liên hệ với chị. Chào em. Tụi em là thí sinh của Hoa hậu Việt Nam và đây là anh Cường, tổng quản lý của Phú Hải Beach Resort and Spa ở thành phố Phan Thiết. Và hôm nay bọn em đến đây với mục đích là bọn em có thể đầu tiên là gặp gỡ các anh chị và cùng tham gia trải nghiệm những cái công việc thiện nguyện mà các anh chị đang làm. Sâu thẳm trong bọn em rất là muốn tìm hiểu cái lý tưởng tại cái công việc thiện nguyện này. Nếu có thể thì mời các bạn cùng tham gia với nhóm Đêm Sài Gòn để cùng nấu ăn cho bà con. Dạ vâng ạ, thế thì tốt quá. Em tham gia luôn nha. Ok, em sẵn sàng. Ok. Chúng tôi bắt đầu cuốn vào công việc chung và ai nấy cũng đều tất bật chuẩn bị để cho kịp tiến độ. Chị ơi, cái này là em bỏ thịt vào đúng không ạ? Phần nuôi mình á, mình bỏ 4 cục sườn vào đây. Dạ. Đây để chị bảo truyền qua cho các bạn. Hai bạn là tham gia những cái hoạt động này nhiều không? Dạ, em cũng từng đi từ thiện tại trại trẻ mồ côi ạ. Chị ơi, thì nhóm mình thành lập được bao lâu rồi ạ chị? Nhóm mình thành lập là trên 6 năm. 4 tuần thì mình sẽ nấu như thế này là 3 lần. Và mình cũng có một cái hoạt động là phát quà đêm. Phát quà đêm cho bà con vô gia cư buổi tối nữa. Dạ vâng. Hiện tại thì bên nhóm mình đang có bao nhiêu thành viên hả chị? Hiện tại nhóm chị thì các bạn tình nguyện viên thì sẽ tùy theo cái thời gian các bạn không cố định. Nhưng mà những cái bạn nồng cốt thì tầm khoảng 10 đến 15. Thì nhóm Đêm Sài Gòn là cũng do bạn Nguyễn Vương Trường Thành, bạn là trưởng nhóm Đêm Sài Gòn. Thì bạn kêu gọi nhóm này hình thành từ công việc bán sữa chua nếp cẩm. Và bạn sẽ trích quỹ để bạn duy trì cái chương trình phát quà đêm. Tần suất cao như thế này thì sẽ
khá là cần nhiều chi phí. Thì có giai đoạn nào mà bên nhóm mình sẽ bị thiếu hụt kinh phí mà khó khăn không ạ? À, vẫn có, mình thông báo và mình kêu gọi. Các bạn sinh viên hỗ trợ 50 ngàn, 20 ngàn, rồi cũng có người hỗ trợ vài trăm ngàn. Thì đó là một cái số lớn hình thành vào để gây ra những cái quỹ để làm những chương trình này. Công việc tại bếp ăn khá là đơn giản. Tuy nhiên vì số lượng suất ăn phải phục vụ nhiều nên chúng tôi mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Tâm ơi, nhớ đừng có bỏ ít quá nghe, tối người ta đói nha. Dạ. Thấy cái nào mà nó ít. Cái nào xong rồi bỏ qua. Dạ vâng ạ. Không là thiếu. Rồi, cảm ơn Hiếu nha. Bữa nay chị tới chị xin gạo của Hiếu, tại mỗi tháng Hiếu hay cho chị gạo. Chị đang bị cái gì mà chị xin gạo? Chị bị ung thư ở giai đoạn 3 rồi. Nếu được thì ngày mai chị qua đây rồi em sẽ hỗ trợ cho chị thêm chi phí hay gì đó sau, chứ giờ tụi em đang có việc á. Dạ. Có thể là mình sẽ hỗ trợ gạo. Được không chị? Chứ giờ mà chị ở đây như thế này tụi em không có hoạt động được và tụi em đang có việc nữa. Dạ. Chị ơi, hôm nay bọn em có thể hỗ trợ gạo luôn cho chị. Em bây giờ thế này nè, cô đã tới đây rồi, đi về không á thì cũng có thể là tối nay không có gạo để nấu. Tâm ơi, em mời cô nha, em hỏi thăm thêm cô đi, xem bệnh tình thế nào rồi em mời cô ngồi trước, anh với chị sẽ đi lấy gạo, anh sẽ đi lấy ha. Ok. Thôi cô vào đây ngồi nhá. Để thôi cô ngồi, cô nghỉ ngơi rồi cô nói chuyện với bạn nha. Cho em cho cô mời nước đi. Có nóng không cô? Dạ, cô cảm ơn con nha. Tại vì cô đang bị bệnh á, cô bệnh lại nhiều lắm, cô giấy tờ ở đây nữa nè. Mà bây giờ là hiện giờ là bác sĩ kêu cô vô quá chị là cách đây ngày 26 tháng 10 mà hôm nay là 29 tháng 11 rồi, tới một tháng rồi mà cô không có tiền vô á, nên thử bây giờ nó chỉ mũ quá rồi nè, nó chỉ mũ không con, để con đi chụp rồi nó chỉ mũ máu hết rồi. Sao mà con ở đây rồi, chồng cô cũng chết Covid hai năm rồi, ông biết Covid ông xã mất Covid hai năm rồi, cô ở phòng trọ, vợ cô đang nuôi đứa nhỏ 14 tuổi đang học lớp 9. Mọi người sẽ không bỏ lại mình đâu á, nên là cô phải cố gắng lên. Bây giờ cô rất cần sống để cô nuôi con nhỏ. Nó lớn chừng vài năm nữa cô mất cũng được. Cô phải lạc quan lên, tinh thần của mình là quan trọng nhất. Đúng không? Lạc quan đó cô, nhiều điều kỳ diệu nó đến lắm. Nhiều khi cô muốn lạc quan nhưng cô lạc quan không được, là lý do là tại vì ban đêm ngủ không được rồi buồn. Buồn cái là ổng mất, nếu ổng không mất thì ổng cũng chạy trọt được tiền cho cô trị bệnh. Bây giờ lấy tiền đâu để chi trả cho... Thì có lúc bữa nào cô đi làm mướn được, cô đi rửa chén được thì cô có tiền, cô đóng tiền nhà trọ. Còn hôm nào có thì cô thiếu là cô đóng 2-3 lần. Thì cái tinh thần của cô là quan trọng nhất. Là bây giờ cô gặp được rất nhiều Tâm người ơi, tốt. Tâm ơi, em lấy gạo về rồi nè Tâm ơi. Oh yeah. Gạo rồi cô ơi. À, dạ, dạ em cảm ơn anh rất là nhiều nha. Em cứ ngồi đi. Chị. Dạ. Phải có sức khỏe trước, ăn uống đầy đủ và chiến đấu trường kỳ. Tình huống bất ngờ và đầy xúc động đã mang đến cho tôi những trải nghiệm thực sự rất ý nghĩa về công việc thiện nguyện. Ngay sau đó, chúng tôi nhanh chóng hoàn tất hơn 100 suất ăn để đến với Trung tâm Bảo trợ Người Cao Tuổi Tân Thông. Khi vào bên trong, chúng tôi lặng người khi biết có một cụ vừa mới qua đời. Vậy thì con lau mặt cho bà. Thôi bà ơi, bà đừng khóc ạ. Các cụ trầm buồn, đó là một cảm giác có lẽ là mất mát khi mà một người bạn, một người thân của mình vừa mới ra đi. Mới mất hồi trưa này. Là bà cùng phòng với bà luôn hả bà? Dạ, kế bên bà nè. Hồi sáng ở đây chung phòng với bà còn ở đây mà. Bà yếu đó. Chị em còn già với nhau mà. Mất đi coi như mình cũng buồn lắm chứ, còn mất đi một người bạn rồi. Con cũng chia buồn cùng với bà và các bà ở trong trung tâm nha. Và con chúc bà cũng như những bà đang sinh sống tại đây có thật nhiều sức khỏe và sống thật lâu trong tuổi ạ. Lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc bà nha. Chúng tôi động viên các cụ giữ gìn sức khỏe, ở lại thì phải cố gắng sống một cuộc đời lạc quan và mạnh mẽ. Thank you.
chúng tôi cùng với các bạn trong nhóm Đêm Sài Gòn đi phát quà cho những hoàn cảnh khó khăn và lang thang cơ nhỡ trong cuộc sống. Dạ em chào chị ạ. Vâng. Dạ, em bé nhà mình là em bé bao nhiêu tuổi rồi chị? Ờ, nó được 18 tuổi ấy, em nó tuổi thăng á. Con tên gì chị? Bé tên Nguyễn Thị Huyền. Huyền. Ơi chào con. À, bé chào bé bị lâu chưa hả chị? Nó bị hồi 4 tháng mấy giờ ấy em. À, chị bán vé số ở đây đúng không ạ? Đúng rồi em chị bán. Vâng ạ. Đâu có ai con nó đâu. Cho nên chị phải đi tờ vé số chị mới nuôi nó. Đó. Chị có ông xã? Ha. Ông xã chị có nhưng mà nó ở ngoài quê á. Quảng Ngãi. Ở quê chị còn hai thằng trai nữa, thằng 9 tuổi, thằng 7 tuổi. Trong hành trình mà chị đồng hành cùng với con như thế thì chị có gặp những cái khó khăn gì không ạ chị? Vất vả chứ, nhiều lúc á nắng thì không nói gì chứ trời mưa trời gió đi đường đi vậy, cái rồi trời cũng đổ mưa xuống là phải chạy nước mưa. Xong phải che tủ cho nó không mà nó ướt. Trời mày xí nha, mày nói chuyện với má chị đây xí rồi mẹ qua em kia mày mua bong bóng cho con nha. À, nghe chưa? Trời mẹ xí nghe chưa? Em đòi bong bóng. Bé thích bong bóng gì ạ chị? Có con gì nó cũng thích hết á, nó không có lựa chọn được. Dạ. Bong bên kia đúng không chị? Đúng. Thế thì bong bên kia thì bọn em chạy ra em mua nha. Chị mua thêm bong bóng nha. Cho chị một xíu nha. Bong bóng cho chị một cái. Chú ơi, cho con một cái bong bóng ạ. Gửi tiền ạ. Gửi tiền ạ. Cảm ơn anh. Ai bóng bóng về kìa, bóng về kìa. Bóng bóng về cho con. Em nè, có bóng rồi nè. Cảm ơn chị đi. Ông mang gì đấy nhờ? Doraemon đây. Doraemon con đó. Cảm ơn đi, cảm ơn chị đi. Bình thường là đẹp gái lắm nè. Xinh à. Cười. Nó biết nhưng mà nó không nói được thôi nhưng mà nó biết cổ nhạc rồi. Em thương mẹ nhất đúng không? Thì cố gắng giữ gìn sức khỏe nhá. Mạnh khỏe nha. Mẹ đi cùng mẹ nha. Hai mẹ con cố gắng. Hai mẹ nha. Con cố gắng lên nhá. Thương mẹ nhá. Thương mẹ nhiều nhá. Chị ơi, hôm nay gặp chị ở đây thì bọn em cũng khá là bất ngờ ấy mà em không có chuẩn bị đồ gì trước cả. Em chỉ có một chút tấm lòng nho nhỏ thôi em gửi chị và bé Huyền để hai mẹ con cùng nói cố gắng và giữ gìn sức khỏe chị nha. Chị nha. Rồi chị cũng mang hai đứa nha. Dạ. Cảm ơn đưa hai đứa nhiều tại vì bữa nay tình cờ đi mà gặp duyên bây giờ thì cũng đó gọi là cái duyên rồi, có may mắn của hai mẹ con rồi. Dạ. Cho hai mẹ con sẽ luôn mạnh khỏe để có thể sức để có thể chiến đấu với bệnh tật của em và cũng mong em mẹ cũng luôn mạnh khỏe để có thể đồng hành cùng mẹ và hai mẹ con có một cuộc sống hạnh phúc nha chị nhá. Sống này có quá nhiều mảnh đời bất hạnh, khó khăn cần được chúng ta yêu thương và giúp đỡ. Cảm ơn nhóm Đêm Sài Gòn đã làm Linh Thu và Thanh Tâm thấy yêu Sài Gòn hơn và yêu thêm những tấm lòng thiện nguyện. Đây là video clip về chặng hành trình từ thiện của chúng em. Thì sau đây chúng em xin phép mời với nhóm thiện nguyện Đêm Sài Gòn. Em xin mời anh chị ạ. Dạ, nhóm Đêm Sài Gòn xin kính chào quý vị ạ. Đó là nhóm thiện nguyện Đêm Sài Gòn. Có một Sài Gòn rộng lượng và ấm áp trong mắt của tất cả chúng ta, như câu chuyện mà hai thí sinh Linh Thu và Thanh Tâm vừa mang đến với chương trình Đêm Sài Gòn, nơi giao nhau của những tình cảm chân phương nhất, đơn thuần nhất, tình cảm giữa người với người. Đồng cảm với chị Lan, chị Tuyết, bé Huyền và các cụ già neo đơn trong trung tâm người cao tuổi Tân Phong, Linh Thu và Minh Tâm sẽ có những kế hoạch thiết thực nào để hoàn thành dự án của mình. Hãy cùng theo dõi trong tập tiếp theo nhé! Chương trình Người đẹp nhân ái Hoa hậu Việt Nam 2022 do công ty Sen Vàng phối hợp cùng với báo Tiền Phong thực hiện, được phát sóng vào lúc 20 giờ các ngày trong tuần trên các nền tảng online, fanpage
Hoa hậu Việt Nam, báo Tiền Phong, YouTube Sen Vàng TV, Tiền Phong TV, TikTok Hoa hậu Việt Nam, báo Tiền Phong Online.